Tết trung thu dẫn bạn đi chơi, em dẫn bạn vô shop đucmomtv.net, nơi có các vòng quay kim cương uy tín, giá rẻ và nhiều trò chơi hấp dẫn. Shop đang giảm giá đến 70% tất cả các vòng quay, cùng với đó là tỷ lệ lỗ hũ rất là cao. Còn chần chờ gì nữa, vai sách đi đây đi mua thẻ và lạp vào ngay. Mình có tin vui cho tất cả những em chơi thiết bị máy tính, đó chính là phần mềm Waku đã ra mắt rồi anh em ạ. Anh em lên Google ghi cho mình là vn.waku.com nhá. Anh em thắc mắc là cái phần link tải ở đâu thì mình sẽ ghi ở cái phần bình luận đầu tiên trong cái clip hôm nay, ok. Ấn tải ngay rồi anh em ấn intone để cài đặt anh em nhá. Và mình nhắc lại cho anh em thì cái phần mềm Waku này là phần mềm dành cho PC nhá. Khi đã tải xong rồi thì anh em bật Waku lên cho mình. Bây giờ anh em chơi thiết bị PC ấy không cần phải tải giả lập đâu, tải ngay cho tôi cái này, đảm bảo chơi game mượt và lét, không bị lag, FPS rất là cao, phù hợp cho những máy PC có cấu hình thấp như mình. Rồi sau đó anh em đăng nhập cái tài khoản Google vào để tải game nhá. Thì anh em biết rồi đấy, CH Play là cần phải có tài khoản Google mới tải được game. 2000 years later. Sau khi đã cài đặt xong rồi thì anh em ấn phát để vô game anh em nhá. Trước khi vào trong game thì anh em có thể tắt cái Uli cây hoặc cái Việt cây anh em đang sử dụng để gõ chữ ấy, thì vào game sẽ không bị lỗi di chuyển nhá. Tắt như sau. Đầu tiên ấy, bật là nó sẽ là chữ V và anh em tắt đi sẽ là chữ E nhá. Mình đã vô được sảnh rồi đây anh em ơi. Wow, mượt quá anh em ơi. Rồi bây giờ anh em ấn vào cài đặt và chỉnh cái đồ họa như mình nhá. Rồi anh em cứ chỉnh đồ họa sao cho nó phù hợp với cái cấu hình PC của anh em mà được. Thì bây giờ tôi sẽ bật cái FPS cao lên. Nhớ phải bật cái này lên thì chơi game nó mới mượt được nhá. Nhớ đấy. Ok, anh em thấy cái biểu tượng này không? Thì anh em ấn vào để setting nút và những cái phím di chuyển anh em ạ. Ấn phím ngã để tắt và xoay chuột. Anh em cứ tùy chỉnh nút sao cho khớp với cách bắn của anh em nhá. Còn mình để mặc định. Còn cái thanh này sẽ là độ đậm nhạt của cái phần phím hiện trên màn hình. Rồi mình sẽ vào huấn luyện để test cho anh em nhá. Thì mình thấy khá là mượt anh em ạ. Mượt nhất trong tất cả những cái nền tảng mình dùng để chơi game Free Fire. Ui không ngờ luôn ấy, kéo bao ngon luôn, kéo tâm bao mượt luôn. Ui được của nó luôn. Để tôi test cây UMB nhá. Và còn một điều nữa là có rất nhiều những cái thứ hay ho trên cái Waku này mà anh em chưa biết. Thì mình cũng nói luôn là có thể trình chiếu được màn hình điện thoại trên máy tính nữa. Cái này khá là lợi thế cho những bạn làm streamer như mình. Và có thể hỗ trợ Android 9 chơi được những cái game như là Genshin Impact trên PC anh em ạ. Rồi, uầy uầy, mượt anh em ạ. Mượt lắm luôn, trời ơi. Mình mừng quá anh em ơi. Thì đây cũng là một cái tin vui cho những cái anh em chơi PC mà cảm thấy bị lag. Chơi giả lập mà bị lag, anh em tải luôn cái này cho mình nhá. Link thì mình để dưới phần bình luận đầu tiên mình ghim lại rồi đấy. Này này, láo. Rồi, chơi mượt cực kỳ luôn đấy. Nếu mà anh em chăm chỉ tập luyện đấy, kéo tâm được hay như mình ngay. Đây tôi chơi lần đầu tiên tôi đã kéo tâm được rồi. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó chính là Waku là nền tảng trên PC nhá, chứ không phải là trên điện thoại đâu, mấy ông điện thoại tải nhá, trên dành cho mấy bạn PC thôi. Ok, thì tôi sẽ kéo tâm tiếp này. Thì tôi mới chơi cái nền tảng này cho nên là hơi bỡ ngỡ một tí, nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng luyện tập mà tôi sẽ chuyển qua chơi hẳn cái nền tảng này luôn anh em ạ. Rồi, ép chọc. Ok, thì anh em nào PC cấu hình thấp thì cứ tải cái này về chơi Free Fire hoặc là chơi Play Together cùng mình nha anh em nhá. Tải và trải nghiệm thì anh em sẽ thấy được cái hiệu năng của nó. Thì mình thấy ok ấy mà, dễ tải, dễ dùng. Hãy tin tôi đi, vì mặt tôi rất là uy tín. Xin chào tất cả bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bom Đẹp Dài, mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Thằng này mời cái gì mà mời, anh đang quay clip cứ mời. Ủa thì đâu mà. Rồi, thì hôm nay tôi mặc đồ như này để tôi có câu chuyện anh em ạ. Thì tôi sẽ kể cho anh em câu chuyện như thế này. Thì ngày xưa tôi có một thằng bạn đi học cùng tôi và nó rất là khinh thường tôi. Hôm nay tôi thấy nó đăng ở trên Facebook ấy là nó có chơi Free Fire, cho nên là tôi nhắn tin tôi rủ kết bạn chơi game. Tôi xem là dạo này nó còn khinh thường tôi nữa không nhá. Thì tôi vừa kết bạn với nó rồi. Bây giờ tôi sẽ mời nó vào. Đâu nhở? Tên nó là gì ta? À đây. Đây rồi, đôi giày. Alo bạn à? Alo bạn à? Dạo này bạn khỏe không? Mình vẫn khỏe, còn bạn khỏe không? Mình khỏe. Dạo này làm ăn tốt chứ? Vẫn tốt, bình thường mà nào. Mà mình hỏi bạn lương có nhớ tháng. Bạn có nhớ mình là ai không? Ai mà biết được. Bạn là cái thằng Đức ở ngồi bàn cuối đúng không? Đúng rồi. Thì bữa nay bạn bảo lương tháng bạn bao nhiêu tiền? Lương tháng mình cũng có 10 triệu này. Ui, giàu thế. Trời ơi, giàu thế. Mình cứ nghèo nghèo gì các bạn ạ. Mình kiểu dịch này đói ăn, mình rất là nghèo. Thôi vào giao lưu một trận nhá. Anh em tâm sự, okay, anh em bạn. Tâm sự. Ok. Bạn Kiên. Mình nghe. Vừa nãy quên không hỏi bạn làm nghề gì mình nhỉ? Mình nghe. Ai, nãy quên không hỏi bạn làm nghề gì? Mình nghe. Mình đang hỏi bạn làm nghề gì đấy? Mình bạn... làm nhân viên. Mình làm nhân viên marketing bạn à. Nhân viên marketing thảo nào lương 10 triệu. Trời ơi, giàu thật. Ôi bạn ơi, có người mình bạn thấy ơi. Bình thường mà.
Ok bạn, bạn bắn đi, mình bắn gà quá. Rồi, tôi biết đó rồi. À, thế bạn có thắc mắc tôi làm nghề gì okay, không? Ok bạn luôn. Bạn có thắc mắc tôi làm nghề gì không? Ờ nhầm, bạn nhắc mình ý. Bạn biết bạn tôi làm nghề gì ấy? Không? Lâu lắm mình không gặp bạn rồi. Tôi làm phụ xây. Tôi mày mình có bốc phát. Tôi làm phụ xây, sắp lên thợ. Ngày xưa ông vớt bây giờ cũng đi làm phụ xây này. Ui, bạn lại khinh thường tôi rồi, tôi sắp lên thợ chính rồi. Ôi, thợ xây lương tháng có 5 triệu à. Trời ơi trời. Thằng nào ngày xưa ông vớt bây giờ đi làm thợ xây là phải rồi. Ui giời, bạn cứ lại khinh thường tôi nhỉ. Ngày xưa đi học bạn đã khinh thường tôi rồi, bây giờ bạn lại khinh thường tôi là như thế nào? Quá tháng. Ngày xưa bạn 10 thì không có ăn sáng thì mình cũng hết lời để nói luôn bạn à. Bây cái giờ gì? Bạn bảo chả tôi làm được cái tích sự gì quá à. Bạn bảo tôi ngày xưa 10.000 ăn sáng không có. Đúng rồi đấy. Rồi tôi không ngờ sau thời gian đến trưởng thành bạn vẫn khinh thường tôi. Bạn có giỏi bạn solo với tôi đi. Ok, thích thì tạo phong luôn. Ờ bạn quá non luôn. Mình lại sợ bạn quá. Ok. Kiên ơi, Kiên. Mình nghe. Bạn có cái phần mềm đi cọt không? Nghe bạn ơi. Có không, có không? Có. Thế bây giờ anh em vào đấy vừa nói chuyện vừa chơi game cho nó sướng nhá. Bạn cà khịa gì mình thì bạn cứ cà khịa nhá. Bạn thấy mình thay đồ nhìn ngầu không? Giàu đấy, nhưng mà giàu không bằng mình đâu. À được, thế tôi xem nick bạn nào. Nick bạn ngon đấy, nick bạn thẻ vô cực có một màu trắng tinh khôi. Ok, tôi tạo phòng nhá. Ok bạn. 5 minutes later. Bạn ơi, mình nghe. Trận đấu solo lục bạc nhá. Mà tôi hỏi bạn sao bạn lại khinh thường tôi okay. Nhỉ? Từ lúc đi học đến giờ bạn cứ khinh thường tôi thôi. Bạn bởi vì mình rồi. Nghèo. Bởi vì mình nghèo. Chắc nó quyết định nhiều thứ đấy. Bởi vì tôi nghèo á hay là bởi vì bạn nghèo? Bởi vì bạn nghèo đấy bạn à. À bởi vì tôi nghèo nên bạn khinh thường tôi à? Nhưng mà tôi sắp lên thợ chính rồi. Lương của tôi 8 triệu một tháng cơ. Mày lên thợ chính thì tao lên giám đốc rồi. Bạn khinh rồi. À trời ơi bạn. Bạn quả là một nhân tài. Bạn đâu rồi? Anh bạn, như bạn đâu? Bạn bắn hay đấy, bạn bắn trúng người tôi rồi này. Bắn đẳng cấp. Ui rồi bạn ơi, tha cho mình. Bạn chơi Free Fire lâu chưa bạn? Ui rồi ôi bạn tao mới tao mới chơi được chưa? Mới chơi mà bắn được như này. Đúng rồi. Hay đấy, bạn bắn tốt đấy. Có gì bạn dạy tôi bắn đây. Bạn. Ôi. Ta không dạy cái loại như mày đâu. Vừa nghèo lại vừa hèn. À, bạn lại khinh thường mình quá bạn. Ôn con này. Nhìn tôi lấy đầu bạn đây này. Nếu người khinh thường người khác trẻ con nó cười cho bạn ạ. Bây giờ xã hội 4.0 rồi. Ui bạn cứ tiền đi. Bạn bắn toàn đầu vậy. Ui dồi ôi, bạn bắn hay đấy. Ôi dồi ôi, đừng quá khen. Ok, mình bật hack nhá. Mình bật hack mày lên bật nhá. Mày bật hack đi cũng được. Ok, tôi bật hack lên này. Vừa nãy tôi ra bật bản hack bé mon cho lên vào game một cái chết queo luôn. Rồi bắt đầu này. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it.
they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.